Đây, phía sau căn biệt thự 15-20 đúng không, có Hồ Tràm. Đây là bếp, phòng ăn, phòng khách. Đây đều là kính. Phía sau là sân vườn. Bên đây có một cái phòng ngủ, toilet này dùng chung. Rất là đẹp. Đây. Đây là cái phòng ngủ ở dưới đất, tủ quần áo. Đây, đây cái view sân vườn. Đây cái tủ quần áo này. Chúng ta lên lầu nha. Bước lên cầu thang là bên phải có một cái ban công. Ban công này thì có thể nhìn ra cái hồ Lagoon lúc nào vô hồ bơi. Đây, trang trí rất là cổ điển, rất là đẹp. Rồi, hai bên sẽ là hai cái phòng ngủ, phòng này phòng master. Đây, trang điểm, tủ quần áo, kệ để đồ. Đó, hàng hiệu không? Chanel, Dior. Đây là phòng ngủ, trang trí rất là tuyệt vời. Đây, ban công. Ban công rất là rộng. Đây, đứng ở ban công có thể nhìn ra biển được. Nhìn thấy biển nha. Đây, phía sau là một cái công viên thiệt là to. Đây là toilet, buồng tắm nào có cái cửa sổ, có rèm có thể nhìn ra bên ngoài được. Toilet tắm đứng. Đây có cửa sổ có thể mở ra được. Chúng ta qua cái phòng ngủ thứ hai ở trên lầu. Đây, hai cái giường đơn. Toilet. Bồn tắm đứng.
Đây. Cái này cũng có view ra vườn nha. Rất đẹp. Đây là cái khoảng sân vườn phía bên hông nhà. Căn này là căn 15 x 20 m, 300 m vuông. Đây là phía trước nhà. Đây là mặt trước. Chưa. Vừa rồi là cái video danh giới thiệu đến quý vị cái căn nhà mẫu của biệt thự Nova World Hồ Tràm, căn 300 m². Giá căn này hiện tại là tầm, căn gốc là tầm 24 tỷ, 25 tỷ. Còn căn thường á, căn giữa là giá trị khoảng 21 2 tỷ. Xin chào quý vị, hẹn gặp lại ở những video sau. Quý vị nhớ subscribe và đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để nhận những video mới nhất từ kênh YouTube Thành Danh Novaland. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video sau. Xin chào.